Chị cho em biết tên của chị ha. À, mình là Kim Nguyễn. À, Kim Nguyễn. Dạ. Dạ. Chị Kim là sinh năm mấy chị ha? À, sinh năm 1972. À, 72. Dạ, hiện Dạ. tại là chị Kim ở đâu? Dạ, mình ở Cali. Dạ. Hôm nay chị Dạ. Kim kết nối là để kiếm ai chị ha? À, mình kết nối mình kiếm con cho mẹ mình. À, vậy là cùng mẹ khác cha với chị. Dạ. Rồi thì ảnh tên gì? Chồng mình hả? Cái người mà chị kiếm á là Mình nói từ đầu là má của mình á là bà Mai Thị Hương. dạ Bà Mai Thị Hương lúc bả ở ngoài quê, bả vô Sài Gòn á thì bả quen với một người á là năm 1962. Bả quen với một người tên là Châu Ngọc Điện. Châu Ngọc Châu Điện. Ngọc Điện. Dạ, Châu Ngọc Điện. Thì quen rồi xong rồi hai người quen rồi xong rồi mới có được một đứa con gái tên là lúc mà mới sanh ra là đặt tên bé Lan, bé Lan. Rồi xong À. rồi á, dạ tên bé Lan, rồi xong rồi nói là xong rồi má mình nó mới biết á, là ổng có vợ nhưng mà không có con. Rồi xong rồi cái má mình giận ổng quá, cái không quen ổng nữa, không lấy ổng nữa, rồi không có ở với ổng nữa, rồi cái ổng mới cái lui tới đi tới thăm con hoài đó. Cái má mình không có cho ổng thăm, không có cho luôn, không có cho thăm. Rồi xong rồi cái ổng rình á, ổng bữa đó đó ổng em bé được 10 tháng tuổi. 10 tháng tuổi thì ổng mới tới, ổng nói Hương ơi cho mượn bé Lan đi chụp hình rồi tôi trả lại cho tôi. Cái này ổng ẵm đi luôn, ổng ẵm đi luôn. Ổng ẵm đi luôn. Thì lúc đó đó là kêu tên là bé Lan, bé Lan. Dạ. Rồi còn sau này người ta đặt tên gì nữa thì mình không biết, nhưng mà ổng cái người đó đó là lúc mà nói là nhà ổng ở rạp hát Dương Cầm, nhà ở trong hẻm Dạ. đó, rạp hát nhà ổng là gần rạp hát Dương Cầm, Dạ. quận 5 Chợ Lớn á. Dạ. Đó là nhà ổng ở trong hẻm. Hồi đó là cứ lâu lâu á thì cái ổng cũng có tới thăm em bé đó. Sau này cái má họ biết ổng có vợ rồi, cái không cho ổng thăm, rồi ổng lén ổng ẵm em bé đi luôn Rồi, rồi. đến giờ luôn. Đó là vậy đó, là tên là Châu Ngọc Điện. Dạ. Châu Ngọc Điện. Là má mình là tên là Mai Thị Hương, là Dạ. hai người gặp nhau quen nhau ở chợ Gò Vấp, hai người ở với nhau ở tại Gò Vấp Dạ. đó, rồi gặp nhau rồi xong rồi ông ẵm đứa con ông đi luôn đến bây giờ luôn. Dạ. Đó. Rồi, vậy là vị xin tóm tắt lại cái câu chuyện sai chỗ Dạ. nào thì chị bổ sung nha. Dạ, cảm Dạ. ơn anh. Dạ. Vào năm 1962 thì mẹ Dạ. chị là Mai Thị Hương quen biết với Dạ. ông Châu Ngọc Điện ở tại Gò Vấp Dạ. và sinh ra một người con đặt tên là bé Lan năm 1962. Rồi Sáu dạ sáu dạ 63 sanh em bé, bé Lan là sanh 63. 63 chị ha. Dạ. Rồi nghe đâu là nhà của ông Châu Ngọc Điển là ở kế rạp hát Dương Cầm quận 5. Dương Cầm quận 5, dạ, đúng. Rồi cái câu chuyện thất lạc thì giống như chị vừa nêu trên là cho người cha chủ động ẵm đi. Dạ, cha ẵm đi, dạ, Dạ. đó, là Rồi đi đến giờ luôn. Rồi cho em hỏi Dạ. về thông tin của đôi bên là Dạ. ngoài ông Châu Ngọc Điện ra thì có nghe mẹ kể là thân nhân của ông Châu Ngọc Điện là có những ai không? Nói là anh chị em ổng á là mua bán tiệm vàng ở Chợ Lớn vậy thôi chứ không có biết tên tuổi gì hết. Là nhà ổng ở trong hẻm, gần rạp hát nhưng mà trong hẻm. Đó, nói vậy đó. Dạ. Rồi mẹ chị bây giờ còn khỏe không? Dạ còn cũng 80 mấy rồi, thấy cũng già yếu rồi, thì bây giờ bà mới nói sự thật ra thì thấy tội quá, thấy thương quá, thì thôi giờ nói để đi tìm cho má bà vui á. Dạ nó thấy tội quá, giờ má mình thì cũng mổ tim là mấy chục năm, 20 năm rồi mà giờ là 80 mấy tuổi rồi. Dạ đó. Rồi chị có biết được khoảng năm sinh ông Châu Ngọc Điện không? Có nghe mẹ nói không?
Ông Châu Ngọc Điện á, lúc đó là ông lớn hơn má mình cỡ 10 tuổi, má bên ông vậy Ồ, đó. ồ, vậy Dạ hả? giờ là ông cũng già rồi, nhưng Phải mà là 90 có dạ maybe là thí dụ như ở lúc đó ông nói với cái người con á, ông nói thiệt là mẹ mày tên gì mới gặp được thôi chứ cũng khó. ha. Dạ. 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 Rồi Đó là còn như thân vậy. nhân bên mẹ, thân nhân bên mẹ thì mẹ có những người gì, người cậu tên gì này kia chị có thể cho em biết được Có không? người 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 gì người chị họ của má ngày xưa ở chung á, là tên là dì Chính, rồi dì Năm là chị là em ruột, dì dì Ba là chị ruột, đó như vậy thôi. Là tự vì hai người quen nhau cũng thời gian ngắn rồi sanh được đứa con 10 tháng là ổng ẵm đi luôn đó. Dạ má bà ngày xưa bà cũng lúc đó là bà vẫn 20 tuổi đó, rồi bà quen năm 62 rồi 63 đó là bà em bé năm 63 là em bé được 10 tháng tuổi. Dạ Rồi, em đó. nắm được cái nội dung câu chuyện rồi thì em Dạ. sẽ cập nhật lên ở trong cộng đồng, có ai biết thì người ta báo tin cho mình. Dạ. Đó, thành ra nhờ anh tướng sĩ ấy giùm rồi em có ghi ở trong đó đó. Người nào mà biết á, là biết chỉ giùm là hậu tạ 500 đô, rồi cứ chương trình của tướng dĩ là 500 đô. Cảm ơn anh tướng Rồi, dĩ nhiều. rồi, rồi có tin gì thì em sẽ báo cho chị hay nha. Dạ cảm ơn anh tướng dĩ nhiều lắm nha, Dạ, dạ, tôi lại rồi. coi tướng dĩ trời ơi người nổi tiếng nhất Việt Nam rồi, Dạ, khát nước luôn. Làm phước người là tốt lắm. Dạ coi dạ. mà nhiều cái chương trình mình coi mình khóc luôn á, mình thấy trời ơi sao ước mơ mình được đại người chị đó, kiếm được người chị vậy đó Dạ. đó thấy. Dạ Cũng hy trời vọng là anh có tướng dĩ duyên. là dạ, nổi tiếng các nước luôn á, thấy nhiều cái cuộc trời hay quá trời luôn à, hay quá coi Thì hoài luôn à. cái duyên nó đưa đẩy vậy, chứ dạ trước đây thì vị cũng không có chủ động được cái dạ gì về trong việc này, thì tất cả là cái dạ cơ duyên và được cái sự quý mến của cộng đồng, rồi các cái video đó nó lan tỏa ra đó dạ chị. Nên là cũng cái duyên. dạ hay lắm trời ơi, coi của chương trình của anh Tuấn Dĩ hả, khóc không à, nước mắt chảy mà nhiều cái cuộc mình thấy quá, cái lâm ly đi hay quá khóc không mà cứ nói trời coi chương trình Tuấn Dĩ chắc sưng mắt. Rồi chúc sức khỏe chị Hay lắm. nha. Dạ Cảm chúc ơn anh chị thành công nhiều. mọi vấn đề. Dạ Dạ cảm ơn anh dạ. nhiều lắm nha. Rồi dạ bye bye chị. dạ dạ bye bye anh. Dạ. Dạ cô Dạ. chào Tuấn Dĩ. Dạ, thưa cô, trước tiên là con xin lỗi vì hôm giờ là con bận quá, ngay bây giờ con cũng đang còn đi trên đường đấy nè. Nhưng mà thấy cô chờ cả đêm cả hôm giờ đó, rồi con kết nối để cho cô chia sẻ cái câu chuyện của cô ha. Dạ. Dạ, rồi trước tiên là cô cho con biết tên của cô ạ. Cô tên là Nguyễn Thị Thơ. Dạ, cô Thơ là sinh năm mấy cô Thơ? Cô sinh năm 53. À, 1953. Dạ, Dạ. rồi hiện tại là cô ở tỉnh thành nào? Cô ở Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Dạ thưa cô, hôm nay cô kết nối là cô kiếm ai cô ạ? Cô kiếm con gái. À, con gái của cô sinh năm mấy và tên gì? Con gái của cô sinh năm 72. Dạ, là tên gì cô ha? Hồi đó là cô chưa có đặt tên nhưng mà cô cho cái gia đình đấy, ông bà đấy, ông bà nhận nuôi thì có nhắn là đặt tên cho cháu tên là cái Huyền. À, tức là cô nhắn với người nuôi là đặt dùm là tên Huyền. Dạ Dạ. đặt người nuôi nói là đặt tên là Huyền như À vậy. người à rồi con hiểu rồi, có nghĩa là người nuôi nhắn lại là con của cô là tên Huyền. Dạ Rồi, hình như là ở trong hồ sơ là con của cô là con Lai đúng không cô ạ? À? dạ đúng ạ. Dạ, là Lai trắng hay là Lai đen cô hả? Dạ nó trắng ạ. À, Lai trắng. Rồi vậy thì cô kể lại trong cái quá trình mà cô gửi chị như thế nào, cô kể cho con nghe. Cho cái hồi năm 71 thì cô đi làm ở Mỹ đó, thì cô cũng quen cái anh lính này, thì nói đúng hồi đấy cô cũng còn trẻ còn nhỏ đấy, mới có 18 tuổi à,
nhỏ cũng chẳng biết gì gì á, có gặp cái anh này thì quen rồi, sau đi được mấy tháng sau thì cái nhận vị đấy họ đổi đi chỗ khác thì cô cũng không biết là đi đâu. Dạ. Dạ. Rồi sau đó là cô có bầu em bé này thì cô không có còn đi làm nữa. Dạ. Năm 72 thì cô sanh ra được em được khoảng tầm 3 tháng thì cô mới gửi cho cái ông bà này nuôi, là thời gian đó là bố mẹ của cô khó quá không có chấp nhận cho cô nuôi đứa bé thì À. cô phải thì cho ông bà nuôi thì tên của ông là ông Giáo Lam, Ông còn gì? vợ ông ấy tên ông Giáo Lam nên Giáo Nam anh À, ông giáo nam. Lam Dạ. Lam chứ phải Lam Lam. Còn Dạ. bà thì bà là Lê 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 Thị Nghĩa hay gì đó, cô nhớ là Nghĩa mà Tên họ Lê và tên Lê Nghĩa, mà còn Nghĩa Lê Đệm. Lê Đệm thì không 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 nhớ. Dạ. Rồi chị ơi, cái máy nó hơi nhộng lên trời ấy, chị chui nó xuống cho em một chút xíu nha chị nha, cho nó thẩm mỹ. Dạ. Rồi, con xin xác định lại là cô giáo Lam là trong trong từ là L Ông Giáo A Lam. Nam hả cô hả? Dạ, ông Giáo Lam. Nam là trong Ông từ, là gì? Nam là trong từ Nam Bắc đó đúng không cô? Đúng rồi, đúng ạ. Dạ, ông giáo Nam, còn người vợ là tên Nghĩa hả cô? Dạ. Dạ, vậy là ông à, ông Nam và cô Nghĩa. Dạ. Dạ, và ông Nam cô Nghĩa là người ở đâu cô? Cô được biết là ông bà là người Huế Dạ. thì lúc đó là ông bà ấy về cái quê của cô ở là hiện tại này thì cô mới có một người chị họ giới thiệu thì đem cái đứa bé của cô rồi cho ông bà nuôi, thì ông Dạ. bà ở đấy là ông bà còn ở đấy một thời gian thì cô có nhìn thấy cháu một hai lần lúc ông bà nuôi là nó biết đi rồi, thì cô nhìn thấy ông bà cho đi lễ đó thì nó đi ở trong nhà thờ cô thấy nó. Rồi Dạ. một thời gian sau cô đi mua bán cô không có nhà thì lúc cô về thì cô không thấy còn ông bà nữa, thì nghe người ta nói là ông bà rời đi chỗ khác, À, đổi đi là lúc chỗ khác không ở đấy nữa. lúc đó là nhà thờ nào và huyện nào tỉnh nào cô? Nhà thờ gọi là nhà thờ Lục Lâm ở hôm nay. À, ở Hồ Nai, Biên Hòa. Dạ, và lúc đó là con của cô cũng đã được hơn tuổi hả cô hả? Dạ, vậy là sau đó nữa thì ông bà rời nhà đi nơi khác là mất liên lạc luôn. Ông bà rời đi thì cũng khoảng 5 6 năm sau thì cô cũng nghe biết tin là ông bà ấy lại rời lên chỗ gọi là chỗ Dầu Giây Long Khánh đó. Đó, rồi lên Dầu Giây ở thì cô cũng có đi tìm một hai lần cô có nhìn thấy cháu, lúc giờ là cháu cũng cao cao rồi cũng khoảng 5 6 tuổi rồi thì có nhìn thấy một vài lần như thế thôi, là từ hồi đấy giờ là cô không còn thấy nữa, là ông bà lại đi một nơi khác nữa thì cô không biết À. là ông bà đi đâu. Ồ, vậy là cô cũng thương con cô rồi cũng theo dõi cái trong cái quá trình mà con cô đi đâu rồi ở đâu này kia lúc 5 6 năm sau mà cô vẫn còn được thấy con cô ha. Vậy sau đó rời nhà là Rồi mất luôn. sau đó thì ông bà đi đâu thì cô không biết, nhưng mà cô có nghe thông tin là ông bà cũng đã đi Mỹ rồi. À, nghe thông tin như vậy. Ông bà đi Mỹ rồi mà ông ấy thì ông chết rồi, giờ còn có bà thì không, lâu nay không biết là bà còn hay không thì cô không không được biết nữa. Dạ, rồi vậy thì thưa cô đó thì trong câu chuyện của cô bây giờ chờ chỉ chờ vào cái cơ duyên xem là trong gia đình của ông Nam bà Nghĩa có ai nghe được thông tin này hay không, hoặc là con cô có nghe được thông tin này hay không thì nhận diện qua tên cha tên mẹ và tên người con gái nuôi, hoặc là nếu kể cả là không phải là con gái tên Huyền chăng nữa thì người nào là con nuôi của ông Nam và bà Nghĩa thì sẽ hy vọng là sẽ nắm được cái tín hiệu này rồi người ta lên tiếng. Ngoài ra nữa đó thì là bạn bè hoặc là thân nhân của gia đình ông Nam bà Nghĩa đó có nghe được thì cũng hy vọng là tạo điều kiện cho cô gặp được con của cô ha. Dạ. Yeah.
Rồi vậy con đã nắm được cái thông tin cơ bản như vậy rồi, rồi để con cập nhật lên, rồi có ai lên tiếng thì con sẽ báo cho gia đình mình biết nha cô nha. Dạ. Dạ dạ Anh Vĩ ơi, dạ anh Vĩ, em cũng nghe mẹ em kể cái vấn đề của mẹ em cũng đi tìm hiểu. Nói chung là ở đây á, thì em có tìm được cái người gọi như là cũng người biết cái gia đình đó, cũng biết gia đình đó, nhưng mà người ta không qua lại lâu, người ta không có qua lại thôi. Người ta cũng cho thông tin là hồi là chị được nhà đưa đi á, là chị cũng khoảng mười mấy tuổi rồi, là cô ấy, là gọi là cô là gì á, là em như là bạn em Em gì, của bà Giáo Nghĩa, em em của của bà bà, Nghĩa, em em nước của họ. bà cháu bà Nghĩa, Lê Nghĩa đó đó. Ừ. Thì có nói là có nói với chị là có muốn tìm mẹ không, nếu mà tìm mẹ thì là vay gọi là gì á, gì giúp cho để tìm mẹ. Nhưng mà thì dạng như là lúc đó chị còn nhỏ, chị cũng chưa hiểu chuyện, chị có trả lời câu lại cái gì á, để nói là cũng hận, là giận mẹ, là bỏ, là tâm ra không nuôi, mà sau là ta cũng đang giận hận á. Xong rồi thời gian đó thì mới Tết vừa rồi là em có chở mẹ vô cái nhà cái gì đó để tìm thông tin, nhưng mà được là dì cũng nói là các gia đình này không muốn cho nhận cho mẹ con nhận nhau, cho nên với đợt đổi địa điểm nơi ở đó, rồi ngoài mà gọi là đi nước ngoài, là gọi là đi đi lén luôn á, đi đi trốn, chạy trốn luôn á. Người ta cũng nói cho em như vậy, cũng họ quen biết như vậy đấy, họ hàng mà. Thì em cũng nói là nếu mà không ấy thì người ta cũng khuyên là nếu mà tin tức không rõ thì cứ nhờ anh Tấn Vĩ lên chương trình đó, anh hỗ trợ tìm giúp trên cộng đồng mạng, là ở đây chỉ là người thân người ta biết sơ như vậy thôi. Rồi thì bây giờ chỉ có một cái là cũng hy vọng là trong gia đình cũng nghe được câu chuyện này, để trong gia đình tạo điều kiện giúp cho. À, cũng mong là như vậy. À, ngoài ra nữa thì ở trong cộng đồng có ai biết á thì xin báo tin giùm. Và thêm một điều nữa đó là như chị nói hồi nãy đó, là do cái lúc còn nhỏ đó thì là chị Huyền cũng gọi là đang còn nhỏ rồi chưa có hiểu về cái tình thâm tình ruột thịt là mẫu tử, còn sau này lớn lên có thể được làm mẹ rồi cũng hiểu được cái những cái khó khăn trước đây, cũng hiểu được cái điều đó thì chị Huyền cũng không còn có cái quan niệm là giận hờn như trước nữa. Thì cũng mong chị nghe được cái câu chuyện này để mẹ con còn gặp nhau khi còn có thể. Dạ. Rồi vậy vị sẽ truyền tải thông tin và cho Tuấn Vị biết được cái người gì đó là tên gì á, cái người gì mà báo báo cho mình đó. Cô tên gì đó, tôi phải nhưng mà tôi chưa biết rõ tên cô, mà giờ có nghĩa là em chỉ biết tên chồng của cô, mà chồng cô cũng mất mấy năm nay rồi á, tại ở xóm, ở trong xóm mà cứ lấy tên chồng không à, cứ gọi cô là cô Khải, Vậy cô ha. Khải. Rồi, ok thôi được rồi. Vậy thì để Tuấn Vị cập nhật đến cộng đồng, rồi có ai báo gì Tuấn Vị sẽ cho gia đình mình hay nha. Và em nhờ cộng đồng mạng với anh Vĩ giúp cho mẹ em được tìm được chị á, nếu mà ấy được thì ấy giúp em xin gửi 10 triệu. Dạ, cho người báo tin chị ha. Dạ. Rồi ok chị. Rồi vậy chào chào dì và chào chị luôn nha. Rồi có tin gì thì quý vị sẽ báo nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ Cảm ơn dạ. nha. Dạ. Rồi con chào dì và chào chị. Mừng Dạ. quá, Dạ dạ gặp được dạ. mừng quá. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi chào anh nha, anh cho em biết tên của anh với ạ. Anh tên là Trần Văn Xuân. À, Trần Văn Xuân, anh Xuân là sinh năm mấy và hiện tại ở đâu? Anh sinh năm 1970. Anh hiện tại là đang ở Bình Sơn, Hiệp Đức, Quảng Nam. À, Hiệp Đức, Quảng Nam. Rồi hôm nay là anh Sơn kết nối là để kiếm ai? Anh Xuân. Anh Trung cách nói là để kiếm người chị ruột tên là Trần Thị Vui, sinh năm 1969. À, Trần Thị Mùi. Ừ. Rồi hồi đó thất lạc chị Mùi ra làm sao anh? Dạ chị, anh đó là hồi anh kể luôn từ lúc chị đi à. Dạ. Chị anh đó là hồi nhỏ
là cỡ 15 tuổi á, là chị anh đi ra Đà Nẵng giữ cháu cho bà dì, dì ruột. Sau thời gian đó là thời gian đó là chị anh là có cái nguyện vọng đi vượt biên mấy lần nhưng không được. Rồi khi bà dì bà đi nước ngoài rồi á, là bà chị bà bơ vơ rồi, bà mới tìm kế sinh ra là bà đi học mai. Thời gian ở bà dì á, ở nhà bà dì á là ở phường Tam Thuận, thành Tôm Tòa, thành phố Đà Nẵng. Sau khi bà dì đi Úc rồi á, là bà chị anh mới chuyển qua đi xin cái nghề mai, mai vá đó. Nhưng mà thời điểm đó nó không có tiền để mua được cái đào má ma, rồi chị mới chuyển qua đi làm cái nghề móng tay móng chân à mình đeo ở trong chợ cầu Đà Nẵng á. Rồi tối lại á, là chị đi đi bán kem cho các quán tấm mốc Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Ông chủ quan tâm mốc nó là ông nó người Ba Tàu, là ông Quách Chi Khởi đó, Quách Cảo. Ông có con trai là Quách Tuấn và Quách Chào, và có người gái là Thanh Ma, nhưng anh không biết đường. Và lúc đó là anh Tuấn nó là có quen với lại chị Huyền Công của cô gì ở Kiệt Tám Hoàng Diệu á. Rồi thời gian chị anh ở Đà Nẵng cũng rất là lao nhưng miết đến năm 1993 hoặc 94 gì đó thì bắt đầu chị mất tích. Chị không có về nhà, không có liên lạc rồi chị với gia đình được nữa. Dạ. Từ năm 94. Dạ. Vậy gia đình mình có nghi ngờ điều gì diễn ra với chị và hay là chị có cái hướng nào không? Dạ, cái thời điểm đó là mình đó là đang ở trong bộ đội. Còn ba mẹ thời điểm đó thì còn ba mẹ, thì ba mẹ cũng nghe đâu thì đi tìm đó, nghe đâu đi tìm đó cũng tốn kém nhiều lắm. Nói chung là mẹ mất tin tưởng rồi, thầy đã bà đồ mới đi tìm cùng lắm, rất tốn kém nhưng mà cuối cùng là không được, rồi cũng trong ngóng rồi cào mụn, rồi ông già cũng buồn rồi chết mất năm 2008. Còn bây giờ thì rồi cũng lâm bệnh mới chết 2021. Rồi em hiểu cái câu chuyện rồi. Vậy là chị đi thất lạc từ năm 94 đến nay, thì lúc đó là chị được 24 tuổi chị anh ha. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Thì bây giờ như vậy là anh nè, nếu ví dụ đây là em đặt ra cái trường hợp ví dụ là nếu may mắn mà chị không có vượt biên á thì có thể cái việc kiếm chị còn có hy vọng. Còn nếu ví dụ như là chị trước đó chị đã có ý định vượt biên đó, chị đã có ý tưởng vượt biên á, mà lỡ vượt biên không thành công thì cái việc đó mà bị mất trên biển thì nó hoàn toàn là nó vô vọng về cái việc tìm kiếm. Vì vậy cho nên thì bây giờ thì mình cũng phát tin để xem thử rồi con cái của chị hoặc này kia thì có nghe được thì báo tin giùm. Bởi vì cũng có thể là đôi khi chị đi thì không có thành công, chị đi làm ăn không thành công thì chị mặc cảm rồi này kia thì chị không muốn về chẳng hạn, như vậy cũng có những trường hợp như vậy đó anh. Thì anh cho em xin thông tin của những người trong gia đình. Trước hết là em muốn biết họ tên của ba mẹ rồi các anh chị em trong gia đình, để rồi đôi khi chị cũng có thể kể cho con của chị nghe những cái thông tin đó đó. Dạ, ba là tên Trần Hùng. Dạ. Mẹ là tên Trần Thị Hồ. Dạ. Anh là có anh Nguyễn Nho Chương, rồi có anh Trần Văn Mạnh. Rồi em là Tề Chỉ, là em là Trần Văn Xuân. Rồi dưới em thì có Tiến, Văn, Thôi, Tâm, Thuận. Dạ. Rồi bao nhiêu thông tin đó thì cũng hy vọng là nếu mà chị mà trước đây có kể con cho con cái của chị nghe thì
cũng dễ nhận diện, cũng nhận diện ra được. Rồi gia đình mình là ở Quảng Nam anh ha. Dạ, gia đình mình ở Quảng Nam, Bình Sơn, Hiệp Đức, Quảng Nam. Hồi rồi. Trước là An Tráng, không An Tráng chờ rồi chuyển qua xã Bình Sơn rồi. Dạ. Nhưng mà hồi đó chị không biết rồi, chị có bạn chị phần người Huế là bạn chị, hồi đó chị có dẫn về rồi, hồi đó chị lớn. Ừ, đúng rồi, 24 tuổi rồi. Đại diện gia đình đó thì nó thiệt, nếu mà chị hoặc là con cháu, nếu chị còn sống thì dẫu đối dẫu nào chi thì chị cũng liên lạc hoặc là cho em biết để đến thăm chị, hoặc là chị về thắp cho ba mẹ cây nhang. Trong cái sai sót của gia đình thì cái chuyện hồi em đi bộ đội không biết có gì không, nhưng mà tôi vui buồn nó trong đời, trong cuộc đời mà làm tôi cho nó hoàn khổ hết, thì cũng mong vậy còn sống biết được cái thông tin này, liên lạc với anh Tuấn Vĩ hoặc là liên lạc với ai để tìm về để cho ba mẹ, rõ ràng chết rồi nhưng mà vẫn tọa nguyện. Nếu mà có các thông tin chính xác khi mà giúp cho Xuân thì Xuân cũng xin hảo tạ cho cái chương trình, cũng như người biết thông tin chính xác là 20 triệu. Dạ, kính mong đồng lòng chia sẻ giúp đỡ cho tôi. Dạ, ok anh, em đã nắm được cái thông tin cơ bản rồi, rồi có ai lên tiếng thì em sẽ báo cho anh hay nha. Dạ, dạ. Rồi, vậy chào anh ha, bye bye anh nha. Có gì thưa Xuân Vĩ, cảm thông nha. Dạ, có gì anh.